bom rất cảm ơn Đức Phật. Kính thưa quý học viên trên online cũng như trong lớp hiện tại đây, kính chúc quý vị một ngày thật là an lạc ha. Hôm nay là chúng ta lại trở lại ngày thứ hai, ngày 15 tháng 1 năm 2024. Hôm bữa trước là ngày học buổi thứ tư, bữa nay học lại buổi thứ hai. Cái đổi tới đổi lui cho nên biết quý vị có cầm tài liệu đầy đủ không ạ? Thì do cái có một cái chút thay đổi cho nên là hôm nay dạy lại buổi thứ hai, cho nên quý vị nhớ cầm tài liệu đầy đủ. Thì hôm nay chúng ta học tiếp phần 1, tiết thứ 3 là nói về thời kỳ Phật giáo trong thời kỳ cận đại và hiện đại, đúng không? Thì trước khi vào bài thì chúng ta có cái từ trên chỗ cái cận đại và hiện đại, nó gọi là ba nước Đông Dương đó. Quý vị hiểu không? Ba nước Đông Dương đó là Việt Nam, Lào, Campuchia. Cái do Pháp thống trị, cai trị bằng nước ba cái nước đó, hay gọi là ba nước Đông Dương là Việt Nam, Lào, Campuchia. Ba nước Đông Dương. Ngoài ra chúng ta còn ở chỗ nào, còn vấn đề nào thắc mắc nữa không ạ? Thì hôm nay chúng ta học cái phần thời kỳ cận đại và hiện đại. Thì trong này nó có 5 cái nội dung chính. Trước khi vào bài, Nguyên định xem qua mấy bài viết của quý vị, vẫn còn chỉnh một số. Bây giờ như thế này, Nguyên định giảng qua hết một lượt quý vị phan ghi đã. Rồi khi cuối cùng Nguyên định sẽ nói cái nào quan trọng, đọc cho quý vị ghi là đủ rồi. Không cần tự ghi ra. Đồng ý không? Giờ cứ ngồi nghe đi. Vì nào viết kịp thì nếu mà viết có cái kỹ năng gọi là tốc ký đó thì cũng càng tốt. Còn không là chút nữa nghe cái Nguyên định bây giờ giảng qua một lượt hết, quý vị ngồi nghe, nghe xong rồi chậm nữa Nguyên định đọc cái nào quan trọng quý vị ghi. Vậy đây ha. Quý vị thật là đúng là học như vậy là thuộc là dạng cũng là cao đó. Cao đẳng Nguyên định chưa dạy qua kiểu này đó. Còn phải còn phải học qua từng chiếu nên BBT BBT đó. Chưa có được mà học lược như thế này, được bút ký như thế này đó. Đây là học dạng cao cấp chứ không phải dẫn đâu đó. Nên chỉnh tới chỉnh lùi cho cái này là một cái lợi thế, sau này quý vị quen rồi là quý vị nhìn vào một cuốn sách là quý vị thấy được cái nội dung chính nó nằm ở đâu và nó bao nhiêu nội dung trong cái đoạn đó, là chúng ta làm rất là nhanh, viết ra rất là tốt. Thì nói về cái thời kỳ cận đại và hiện đại này đó, thì cái đoạn thứ nhất là nói về dưới chế độ thống trị của Pháp thì các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và tôn giáo đều bị coi là không được coi trọng lắm. Nhưng mà sao? Tuy rằng là không được coi trọng, nhưng mà tại vì cái truyền thống của dân tộc Lào đó, họ có một cái truyền thống rất ăn sâu về tin Phật đó, tin vào Phật giáo rất là sâu, cho nên thì họ vẫn có cái sự phát triển và họ lấy cái cơ sở của chùa làm cái trường học, trụ trì là cái hiệu trưởng, còn các vị tăng sư chúng trong chùa đó thì làm giáo viên. Thì đó là cái đoạn thứ nhất là nói về nó rất là đơn giản. Vì cái lòng tin vào Phật pháp sâu sắc đó mà pháp không thể nào khống chế được. Quý vị đúng không quý vị? Quý vị thấy đó, trong bài có nói đó, tức là khống chế về kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo
nhưng mà cũng không khống chế nổi, tại vì cái văn hóa, cái truyền thống của họ tin vào Phật giáo rất là dũng mãnh, rất là cái ăn sâu cho cái lòng dân, cho nên là khó mà khống chế được. Thì cái đó là cái đoạn thứ nhất là nói về cái dưới cái chế độ thống trị của Pháp. Thì cái thứ hai đó, cái đoạn thứ hai chúng ta qua trang, tức là nói về cái phong tục. Cái phong tục đặc biệt có bốn nước, ba nước này đó là bốn nước, tức là Miến Điện, Lào, Campuchia và Thái Lan, đặc biệt là giống nhau, tương đối là giống nhau. Tại sao? Tức là thanh thiếu niên tất cả đều là vào chùa để trải qua một cái thời gian xuất gia làm sa di hoặc là tỳ kheo. Người bạn của Nguyên Định đó cũng đã cũng có tập qua, cũng có tập xuất gia qua cũng mấy tháng để kiểu như báo hiếu cho cha mẹ, cho gia đình đó. Họ có một cái truyền thống như vậy đặc biệt. Họ vô tu là để cho báo hiếu cho cha mẹ hoặc cho gia đình. Nó có một cái truyền thống hay, rất hay. Thì người bạn có kể là trong cái thời gian mà lúc đi du học đó, mà nghỉ hè về đó thì vào tu trong chùa mấy tháng để tả hiếu này, gia đình, này, cha mẹ cho nó đại khái. Thì trong cái đoạn 2 này đó thì nói về cái truyền thống của bốn nước này nó tương đối là giống nhau. Lớn lên thanh thiếu niên thì đều phải vào chùa để tập sự, làm sa di hay là tỳ kheo, mà dài hay ngắn lại tùy theo cá nhân phát nguyện của mỗi người. Mà nghèo hay giàu, hay là con quốc vương, hay là gì trưởng giả gì, bất cứ cũng phải vô làm sa di, làm tỳ kheo một thời gian, trong thời gian tu tập tùy theo cái phát nguyện của mình. Thì có hỏi người bạn nói tại sao là họ vào như vậy, thì nói là bên đó nói về đi bộ đội đó, Việt Nam mình thì bắt buộc phải đi bộ đội, còn bên đó thì tùy theo muốn đi thì đi, muốn không thì không, mà còn cái đề thì phải một đời, trong đời phải vô chùa xuất gia một lần vậy đó, cái truyền thống của họ như vậy. Thì đó cái đoạn thứ hai nói về nó tóm tắt nó gọn gàng như vậy đó. Còn cái đoạn thứ ba thì nói về cái độc lập năm 1954. Thì độc lập, nước Lào bắt đầu độc lập thì thống nhất, mà về cái mặt quân sự và cái tình trạng quân sự và chính trị nó bị chia cắt. Chúng ta thấy trên cái đoạn đó, đoạn này, cái đoạn thứ hai này đã nói về cái ba cái thế lực, tức là phái hữu, phái thả và phái trung lập. Thì có hỏi người bạn nói tại sao nó chia là làm ba phái, thì cũng giống như Việt Nam ngày xưa, tức là phái một bên là theo Mỹ, bên thì theo xã hội chủ nghĩa, một bên cái phái trung lập này là không theo bên nào hết. Thì đó là nó ba phái này là như vậy đó. Một phái này nó không theo xã hội chủ nghĩa mà cũng không theo tư bản, người ta giữ trung lập. Cho nên trong này nó có ba phái, chia ra làm ba nhánh này. Thì cái đó cái nội dung chính của đoạn thứ ba. Thì năm 1954 đó thì thành lập thống nhất đất nước Lào độc lập. Thì đến năm 1961, Hiến pháp Lào ban hành Điều 7 và Điều 8. Điều 7, trong đó có Điều 7 là Phật giáo là một quốc giáo. Trong hiến pháp của Điều 7. Còn Điều 8 thì quốc vương phải là tín đồ của Phật giáo nhiệt thành. Còn những cái, còn một phần cũng có một ít thì theo với tinh thần gọi là bình dân Lào thì đạo Phật chỉ có một số người đó thì theo Thiên Chúa, Cơ Đốc hay là Khổng giáo, còn một số nữa thì có một số người tiểu dân tộc tiểu số đó thì người Khả đó là họ thờ ông bà tổ tiên. Ông bà tổ tiên thì chúng ta biết rồi ha, tức là nhiều đời cha mẹ, đúng nhiều đời cũng quá khứ, trong đời trước.
Thì trong đây chúng ta cũng nói sơ về vấn đề tổ tiên một tí, nhưng mà chắc là chúng ta thôi có thể là thông qua nói đơn giản, tức là ông bà ta đời trước cũng như là tổ tiên cố sơ đại khái. Thì người Mèo thì họ thờ về vật linh. Trong này như vậy là nó có cái từ vật linh và cái quỷ thần, thì chúng định chỗ này để chúng định chúng ta quả chép chúng ta để phân tích một tí, nói về cái vấn đề này một tí. Người mèo họ thờ về vật linh. Mong người mèo cái nó thuộc về dân tộc thiểu số đó mà. Cái chữ mà hỏi người bạn, cái người Thái thờ quỷ thần á, chỗ này nó nói không phải người Thái mà là người Tày. Cái chữ Tày á, người Tày, nó nói chỗ này là người Tày chứ không phải người Thái. Ngày xưa nó, chữ Tày á, nó nói là người Tày nó thờ quỷ thần. Thì chúng ta cũng biết rằng là cái vật linh đó là cái di sản của văn hóa. Nó đã được chia ra làm hai loại, vật thể và phi vật thể. Trong đó di sản vật thể là những cái sản phẩm vật chất tồn tại hiện hữu, nó hữu hình, có giá trị về lịch sử, văn hóa và khoa học. Nhớ nha, cái vật linh này đó, thì nó có hai cái, chia làm hai loại, tức là loại phi vật thể và loại vật thể. Cái vật thể là nó tồn tại, nó mang tính lịch sử và khoa học. Thường chúng ta du lịch chúng ta thấy những cái hình tượng này, cái tượng kia đó, nó thuộc về cái đó phi vật thể, cái luật vật thể, nó hiện hữu, nó có còn tồn tại trong lịch sử. Còn khi nhắc đến di sản văn hóa vật thể, ta có thể nghĩ đến những cái khu du lịch lịch sử, danh lam thắng cảnh chẳng hạn. Thì chúng ta công nhận đó là những cái vật mà nó thuộc về vật thể. Ngoài ra cái phi vật thể, tức là những cái sản phẩm mà vô hình, có giá trị về tinh thần, nó gắn liền với cộng đồng, cá nhân hoặc là trong dân gian, văn hóa chẳng hạn. Cho rằng nhờ những sự cầu xin những vị thần mà coi như là để gia hộ cho họ chẳng hạn, đó nó thuộc về phi vật thể. Cầu cho họ bình an, cầu cho họ bớt bệnh rồi này kia đại khái vậy đó, nó thuộc về cái tinh thần. Đó nó gọi là phi vật thể. Cho nên nói về vật linh thì nó có hai loại, loại phi vật thể và loại vật thể và phi vật thể. Chúng ta để ý. Thì nguyên định giải thích cho quý vị nắm tham khảo thêm để nắm rõ về cái từ vật linh vật. Còn nói về trong này nó có cái từ quỷ thần đó, thì theo tạp chí của Phật giáo, thì nghiên cứu của Phật giáo, thì Phật giáo chủ trương con người sao, tức là chúng ta chỉ có con người ban phúc hay họ là chính chúng ta, chứ không có phải là do các vị thần hay là do các thần linh chẳng hạn. Đó là theo cái tư tưởng, theo cái chủ trương của nhà Phật, thì chúng ta tu theo Phật thì chúng ta không có thờ những vị này, không có theo những vị này ha, thần linh quỷ thần. Thì đại khái nói về cái quỷ thần thì mình chúng ta là tu theo Phật thì lấy chính bản thân mình tạo phước hay là giáng phước thì do chính bản thân mình, thì mình phải tự sửa đổi rồi mình tự có phước hay không là tự mình, chứ không có hành vào mình, không có, đừng có sợ. Sẵn chỗ đây cũng nghiêm định cũng chia sẻ cho quý vị biết là có những trường hợp mà nghiêm định cũng hỏi qua cái vị hòa thượng Thái Lan mà bữa trước nghiêm định có nói đó, tại sao có những người họ sợ quỷ thần hay là đại khái bùa rồi đại khái đó, nó cũng thuộc về dòng quỷ đó, thì làm sao để họ đừng vô trong người mình. Có nhiều Phật tử hỏi vậy đó, thì nghiêm định cũng hỏi lại hòa thượng, nói như thế này này, không biết sao hết, tức là mình tu Phật thì mình tin theo Phật,
mình đừng có tin nó thì tự nhiên nó không có vào. Mình sợ nó, mình sợ nó, mình không có cái lập trường, mình không có niềm tin chính bản thân mình, mình sợ, cho nên là chính chỗ đó mà nó vào. Còn nếu mà mình tin Phật, mình đừng có sợ nó, mình ví như mình sợ rồi mình không có niềm tin, cho nên chính bản thân mình không tin rồi, đỡ cho nó vào thì cái đó thì nó dở vào lắm, cái loại đó nó như vậy. Tính là mình sợ mấy người mà đi coi bói quên đồ này kia đó, chính vì họ không có niềm tin cho nên họ đi coi đi xem bói xem tướng thế này kia đó, thì tính cái chỗ đó mà cái loại đó họ dễ vào. Thì cái đó là Nguyên Định hỏi rõ Hòa Thượng mới chia sẻ như vậy đó. Nếu mà đừng có đỡ cho nó vào thì mình đừng có tin, mình đừng có sợ, mình cứ niệm Phật, mình cứ tin Phật là được, là không có vào. Thì cũng ra chú ý chỗ quỷ thần đó là vậy, tức là bùa chú hay bất cứ cái gì, nói chung chúng ta đừng có sợ, chúng ta phải có cái niềm tin. Chúng ta tu có niềm tin về Phật, chúng ta phải tự tin vào bản thân của mình. Mình làm điều ác thì mình mới sợ, còn mình làm điều lành thì mắc gì mình sợ, đúng không? Cho nên là chúng ta để ý chỗ này. Cho nên cái từ quỷ thần là Nguyên Định chia sẻ với quý vị như vậy đó, tức là chúng ta phải biết rằng chủ trương của Phật giáo là chỉ có con người mới thật sự là ban phúc hay là giáng họa. Chính mình, sự cầu cạnh hay là quan sinh ở bên ngoài, cái đó chỉ là việc thứ, đó là nếu mà có đi nữa nó không có đáng kể. Cho nên chúng ta không có cầu cạnh, chúng ta không có xin quỷ thần ha. Đại khái người Phật giáo mình chủ trương như vậy. Thì chỉ có cái tâm niệm và hành động hướng thiện của chúng ta, thì không có nhiều hay ít hay là ác hay như thế nào, thì do tự chúng ta chuốc lấy thôi, chứ còn không phải sự quỷ thần hay bất cứ cái gì. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu học, là chúng ta phải biết điều này, là phải nắm vững. Chứ nhiều bây giờ thì nói chung là cũng nhiều lắm đó, trên thế giới này, chứ không phải riêng gì Mỹ hay là Việt Nam hay bất cứ nước nào. Bây giờ tình trạng mà bây giờ bùa chú hay bất cứ cái dạng quỷ thần đó đó, tức là rất là nhiều. Nhưng mà không sao hết, chúng ta tu Phật, chúng ta phải tin Phật là đủ, bất cứ không có ai vào được. Mình phải có niềm tin như vậy thì nó vững chắc, hay là không có sao hết. Chúng ta cố gắng ha, giữ vững lòng tin. Thì cái đó là nói về cái từ quỷ thần mà nó liên quan đến trong cuộc sống, cho nên Nguyên Định phải giải thích và phải chia sẻ cho quý vị biết để chúng ta tu tập thế nào cho nó vững. Thì cái đó là cái muốn mở rộng thêm kiến thức, dẫn chứng để quý vị hiểu thêm, để tham khảo thêm. Thì trong cái nội dung thứ ba thì đó, thì nói về cái bộ, trong cái bộ tôn giáo trực thuộc của Quốc vụ viện, cũng là cái người phải là tin Phật tử, tin Phật giáo thuần thành, phải nhiệt thành. Tính cái đoạn thứ tư thì nói về cái giữa thế kỷ 19, thì đất nước nào lúc này đã bị suy thoái là do Thái Lan và Pháp. Thái Lan thì đã bị Thái Lan khống chế và Pháp xâm lăng, cho nên là lúc này cái vấn đề kinh tế suy thoái trầm trọng. Thì trong thời kỳ này đã bị Pháp đô hộ, nhiều phong trào kháng chiến của người dân Lào cũng như là trong tín đồ Phật giáo đứng lên để chống lại. Nhưng mà đặc biệt trong này chúng ta thấy có một vị hòa thượng, một vị cao tăng tên là A Tra Hãng Cu, tức là vị này đại diện cho tín đồ Phật giáo đứng ra để chống lại, thì bị Pháp đầy đại. Thì nói về cái việc mà Pháp đô hộ thì chúng ta thấy nó cũng ảnh hưởng đến cái Phật giáo rất là nhiều. Cho nên rồi thời nào cũng vậy đó, Việt Nam chúng ta bữa trước cũng học đó, tức là
khi mà nhà nước bị đô hộ thì Phật giáo cũng ảnh hưởng. Thì cuộc xâm lăng của Pháp kéo dài đến năm 1800, từ năm 1884 đến năm 1940 thì bị quân Nhật lật đổ. Nhưng sau đó Nhật cũng bị thất bại thì Pháp đã trở lại nắm quyền vào năm 1947 đến 1954. Thì cái hiệp định Geneva thì mới ký kết, Pháp công nhận chủ quyền độc lập thống nhất toàn diện lãnh thổ của Lào. Đến năm đó là năm 1954 là Lào được thống nhất lãnh thổ chính thức. Thì cái đoạn thứ tư này thì nói về cái việc mà Pháp với lại Thái Lan với Nhật đã đánh Lào, rồi cuối cùng cũng được độc lập vào năm 1954. Thì cái đoạn thứ năm đó là chúng ta cái nội dung chính. Đoạn thứ năm thì Phật giáo Lào trong thời kỳ cận đại đã chịu ảnh hưởng của nền cai trị Pháp cho nên không được coi trọng. Tuy nhiên, cái văn hóa Phật giáo, văn hóa truyền thống của dân tộc Lào đã được ăn sâu vào quần chúng, cho nên vẫn được truyền bá trong cả nước. Chế độ giáo dục Lào quy định trường học được hướng dẫn do các sư sãi, nhà sư đóng vai trò chủ đạo trong giáo dục. Chùa chiền vẫn được kiến lập khắp nơi. Ngay trong chế độ giáo dục hiện nay cũng còn có nhiều trường học do chùa chiền chịu trách nhiệm việc hướng dẫn và bảo quản. Tại các nông thôn, nhà sư còn kiêm nhiệm thầy giáo làng. Năm 1914, tại thủ đô Luoprabang đã xây dựng trường dạy Pali cao cấp, tiến hành dạy cho các thanh thiếu niên xuất gia trong 4 năm, đồng thời còn quan tâm đến việc truyền thụ kiến thức hiện đại về văn hóa mới. Về sau, ngôi trường này đã được thành lập học viện College và chỉnh đốn hoàn bị hệ thống cao cấp hơn trước năm 1933, thành lập trong những lập trước những trước là dạy Pali sơ cấp cho nhiều đô thị khác, có 400 ngôi trường theo kiểu mẫu đó. Trường đại học năm 1955 thì xây trường đại học Phật giáo. Đến năm 1925 thì chính phủ xây thư viện hoàng gia để lưu trữ nhiều tư liệu quý giá của Phật giáo nhiều nước. Đồng thời vạch kế hoạch chỉ đạo Phật giáo năm 1930 thành lập Viện Nghiên cứu Phật học. Năm 1932 lại lập ra Tam Tạng Ủy viên hội. Chính phủ chỉ định bao gồm nhiều học viện, học giả Phật học nổi tiếng để biên soạn và ấn hành kinh điển Phật giáo bằng tiếng Pali và tiếng Lào. Tổng số lên đến 110 bộ. Thì trong cái giai đoạn Phật giáo cận đại này đó, thì nó có 5 cái nội dung chính. Nhưng mà chúng ta trở lại cái đầu một tí, tức là nói về cái từ gọi là văn hóa. Văn hóa thì ai cũng biết, đúng không? Cái từ văn hóa, chính trị và kinh tế gì chúng ta không cần giải thích cái đó, vì chúng ta cái văn hóa và cái tôn giáo giáo dục này nó liên quan đến Phật giáo, cho nên chúng ta nói một tí về cái giáo dục
cái văn hóa. Nói đến văn hóa, cái đó là nói về một cái văn hóa cả một đất nước mà nó còn như thế. Để nếu chúng ta đại khái như thế này, một cái người ngoài mà vào trong nhà của một cái người của mình, người lạ mà vào nhà của mình không biết cái gì hết mà tự nhiên cấm hồng cấm thế này thế kia thì thấy sao, có được không? Đâu có được. Không hiểu cái nội dung cái của người ta, cái gia đình người ta như thế nào. Cái đó là nói một gia đình nhỏ thôi đó, mà còn không được rồi, huống gì cả một đất nước người ta, bộ văn hóa, cái truyền thống, cả một cái giáo dục, cái tôn giáo mà vô cấm khống chế thì coi sao được, sao người ta chịu được. Tất nhiên là phải thất bại thôi. Ngay cả Việt Nam mình ngày xưa cũng vậy mà, đúng không? Mà mục đích quý vị biết tại sao không? Biết tại sao khống chế không? Không phải. Ai biết? Quý vị lớn tuổi chắc rành lắm. Chính sách ngu dân, gọi là chính sách ngu dân, hiểu không? Đó là khống chế những cái kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, tôn giáo. Thì nói chung truyền, đỡ truyền Thiên Chúa thì đó cũng là một phần nhỏ thôi. Nhưng mà cái chính là cái chính sách ngu dân đó. Cái ngày xưa Việt Nam mình cũng bị mà, trong trường hợp đó mà không cho kiến thức để người ta dễ cai trị đó, dễ thống trị đó. Đại khái vậy mới bị lớn tuổi biết mà, đúng không? Cho nên vấn đề chính là người ta vô vào để người ta cấm khống chế những cái đó, để coi như là người dân ngu, ngu dân đó, cho nên là dễ cai trị. Đại khái như vậy. Cho nên là họ cấm người nào kinh tế, nào chính trị, rồi văn hóa, giáo dục, tôn giáo. Đại khái như vậy. Thì văn hóa trong cái báo gọi là Học viện Haravan.com thì viết có một bài viết này rất hay, nói về cái văn hóa. Văn hóa là gì? Chúng ta giải thích các cái loại hình văn hóa nó phổ biến, khám phá đặc trưng, ưu điểm và nhược điểm. Nó có sự phát triển văn hóa cùng với cái ý nghĩa to lớn của nó trong xã hội. Hãy khám phá thêm về phần quan trọng của văn hóa, giá trị, vai trò giá trị trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Văn hóa là một cái khái niệm phức tạp và đa dạng, đa diện, mà đôi khi khá là khó định nghĩa. Nó không chỉ là đơn thuần là những nghệ thuật truyền thống hay là tập tục của một dân tộc, mà nó còn là một cái khía cạnh cốt lõi của cuộc sống và xã hội. Thấy không? Chúng ta nói giá trị như vậy mà chúng ta tự nhiên ở mình ở đâu mình vô mình cấm người ta, không cho người ta phát triển, không cho người ta sử dụng, không cho người ta những cái nghi thức, cái đâu có được. Về cái khái niệm của cái nó về phạm trù văn hóa thì nó là nghệ thuật, nó bao gồm cả cái hình thức sáng tạo và biểu đạt của con người, từ cái hội họa, điêu khắc, nhạc múa, chẳng diễn xuất vân vân, về điện ảnh, nghệ thuật, của văn học bao gồm các cái tác phẩm viết về tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, kịch vân vân. Tập tục là những cái hành động và hoạt động lặp đi lặp lại theo cái quy tắc về truyền thống xã hội, lễ hội, nghi lễ, lễ cưới, tang lễ. Về các cái loại hình văn hóa phổ biến hiện nay như là vật chất, bao gồm các cái yếu tố của vật chất cuộc sống như là kiến trúc, công nghệ, trang phục và đồ gia dụng vân vân. Thì nói về cái văn hóa nó bao gồm nó rất là nhiều. Cái văn hóa, cái đặc trưng của cái văn hóa đó là những cái đặc trưng riêng biệt, độc đáo, nó mang lại những cái tính cộng đồng và xã hội. Dưới đây là những cái đặc điểm, đặc trưng của nó, đó là đa dạng này. Văn hóa về thể hiện đa dạng, giá trị, niềm tin, ngôn ngữ, tập tục, quan niệm trong cái cộng đồng. Nó rất là phong phú. Về cái tính di truyền thì văn hóa được truyền vào cái thế hệ này sang thế hệ khác thông qua các nhiều quá trình giáo dục truyền thống tương tác của xã hội.
về thẩm mỹ, quy tắc về giá trị. Nhưng mà nó có một cái như thế này, nó về ưu điểm thì nó tạo ra cái đa dạng đó mà cái phong phú trong cuộc sống gắn kết với cái thể hiện tình đoàn kết trong cộng đồng, tạo nền tảng cho sáng tạo và khám phá, phát triển tư duy và nhận thức văn hóa. Cái đó là nói về cái ưu điểm, cái duy trì và truyền dạy giá trị quy tắc của xã hội, tạo điều kiện cho hòa hợp và giao tiếp hiệu quả giữa các nhóm văn hóa khác nhau. Cái đó về ưu điểm. Còn cái nhược điểm của nó là nó gây ra cái áp lực xã hội và sự phân biệt đối xử, nó gây ra cái mâu thuẫn xung đột giữa các văn hóa khác, gây ra mất cân bằng quyền lợi cơ hội trong xã hội, hạn chế sự đa dạng tư duy và quan điểm, gây ra những khó khăn việc thích nghi với và thay đổi phát triển của xã hội. Thì Pháp đã rơi vào cái ưu điểm rất là nhiều, cho nên là không thể nào khống chế được cái văn hóa truyền thống của Lào lúc bây giờ. Thì đó nói về cái văn hóa. Còn nói về cái giáo dục thì giáo dục thường thì chúng ta ai cũng biết ha, nhưng cho nên rồi cũng nói sơ qua một tí. Cái giáo dục, nói về giáo dục là cái nghề dạy người, thì trước hết ta phải hiểu người đó. Nhà triết học và là một nhà giáo dục học người Pháp, ông Rousseau đã nói rằng điều này như sau: giáo dục cần phải hiểu người học, nhất là trẻ thơ, một sự thật rất đáng lên án, đó là không hiểu biết về tuổi thơ hoặc sai lầm về tuổi thơ. Chúng ta không bao giờ biết đặt mình vào địa vị trẻ em, chúng ta không thâm nhập vào lý tưởng của chúng, chúng ta dán cho chúng ý tưởng của mình bằng cách luôn đi theo cái suy luận của mình. Chúng ta chỉ chồng chất vào cái đầu óc của chúng những ngông cuồng vô lý, sai lầm mà thôi. Việc dẫn giải một quan điểm về văn hóa giáo dục của ông Rousseau trên đây đã thiết tưởng rằng cũng sẽ là một trong cảnh báo cho cả một cái giáo dục người lớn hiện nay, kêu gọi người lớn học suốt đời nhưng phải hiểu họ cần học cái gì bằng cách nào, cung ứng cho họ những dịch vụ giáo dục phù hợp. Đó mới là văn hóa giáo dục cho người lớn. Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng, cần phải phát huy đầy đủ dân chủ, quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy với thầy, giữa thầy với trò, giữa trò với nhau, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường với người dân với nhau. Cái đó là nói về cái giáo dục mà chúng ta tham khảo thêm. Nói về cái tôn giáo thì cái từ tôn giáo thì nó liên quan đến Phật giáo, nó là triết học, nó nằm trong cái triết học. Tôn giáo, nói về cái từ tôn giáo thì nó không chỉ là những cái sự bất lực của con người trong cuộc đấu tranh tự nhiên và xã hội. Tôn giáo là niềm tin vào cái lực lượng siêu nhiên vô hình, mang tính thiêng liêng, được chấp nhận một cách trực giác, tác động qua lại một cách hư ảo nhằm lý giải những vấn đề trên trần thế cũng như về thế giới bên kia. Niềm tin đó được biểu hiện rất đa dạng,
tùy thuộc vào những cái thời kỳ lịch sử, hoàn cảnh, địa lý, văn hóa khác nhau. Nó phụ thuộc vào cái đa dạng từng tôn giáo vận hành của một đất nước. Thì nó có mấy cái từ gọi là tôn giáo, văn hóa, chính trị. Thì chúng như định nói sơ cho chúng ta, nói lại, nói giới thiệu cho chúng ta nắm để hiểu thêm. Thì bây giờ thì chúng ta trở lại vấn đề là chúng ta ghi ha. Chúng ta ghi cái tựa đề trước, tức là Phật giáo trong thời kỳ cận đại và hiện đại. Chúng ta ghi rồi chứ ha. Dưới chế độ thống trị của Pháp, khống chế chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo. Quý vị ghi kịp ha. Dưới chế độ thống trị của Pháp đã khống chế các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, tôn giáo. Chúng ta ghi kịp không? Tuy nhiên, trong truyền thống dân tộc Lào, đại đa số theo Phật giáo. Tuy nhiên, trong truyền thống dân tộc Lào, đại đa số theo Phật giáo, nên vẫn duy trì tinh thần tín ngưỡng dân gian. Nên vẫn duy trì tinh thần tín ngưỡng dân gian, phương thức giáo dục của Lào. Đặt trên cơ sở Phật giáo, có nhanh không quý vị? Đặt trên cơ sở Phật giáo, nhà chùa làm trường học, trụ trì làm hiệu trưởng, sư tăng là giáo viên. Sư tăng là giáo viên giảng dạy giáo lý cho thanh thiếu niên. Cho nên sao? Pháp không thể nào ngăn cấm được. Đó là đoạn nội dung thứ nhất. Cho nên Pháp không thể nào ngăn cấm được truyền thống giáo dục này, giáo dục ấy.
đó là đoạn thứ nhất, cái nội dung chính của đoạn thứ nhất. Quý vị biết sư tăng là gì không? Sư tăng là ví dụ thầy thượng tọa giám viện đây, ngoài thầy giám viện ra có thầy toàn lực, thầy tâm tâm hiếu chẳng hạn, chúng ở chùa đó, chúng trong chùa đó. Sư tăng ngoài thầy giám viện ra thì còn có thầy toàn lực, thầy tâm hiếu rồi đây, vậy đó là giảng viên của trường 21 thì nó miếu thầy toàn lực rồi đây lên làm vậy giảng vậy ha. Thì đó là cái nội dung cái đoạn thứ nhất, quý vị ghi đủ hết hả, xong hết hả, xong hết không, xong hết chưa quý vị? Thì cái nội dung thứ hai là nói về cái truyền thống văn hóa, cái tập tục của bốn nước tương đối giống nhau, đó là Miến Điện, Campuchia, Lào, Thái Lan. Nói về phong tục của bốn nước Lào, Thái Lan, Campuchia, Miến Điện nói về phong tục của bốn nước Lào, Miến Điện, Campuchia, Thái Lan. Nói về phong tục của bốn nước Lào, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia. Trong sách có đó, bốn nước Lào, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia. Trong độ tuổi thanh thiếu niên, trong độ tuổi thanh thiếu niên, tất cả nam giới không kể thuộc quý tộc hay bình dân, tất cả nam giới không kể thuộc quý tộc hay bình dân đều đến chùa làm sa di hay tỳ kheo. Để theo giới luật nghiên cứu Phật học. Điều đến chùa để làm sa di hoặc tỳ kheo để theo học giới luật nghiên cứu Phật học. Thời gian xuất gia dài ngắn tùy theo phát nguyện tự nguyện mỗi cá nhân. Tại vì thì kêu để đến học trong thời gian dài ngắn thì theo tự nguyện của mỗi cá nhân. Có sự giúp đỡ của tín đồ hoặc gia đình. Vì ghi kịp chứ hả? Thì đó là cái trong cái thời gian mà vô tu đó, tập sự đó, đại khái ở đây có tổ chức mấy lần tu 10 ngày chẳng hạn, tu tập sự đó thì có giờ Phật tử đến làm công quả rồi quét dọn nấu nướng gì đó, mà đặc biệt bên đó không có nấu nha. Người ta nấu ở nhà, người ta đem tới chứ không có nấu ở như chùa.
bên đó đặc biệt họ không có mấy thầy không có nấu nướng. Thì đó là cái đoạn thứ hai, cái nội dung thứ hai. Cái nội dung thứ ba là nói về cái năm 1954 là Lào độc lập. Năm 1954 Lào được độc lập. Nhưng về chính trị và quân sự trong tình trạng chia cắt, phái hữu, phái tả và phái trung lập, chia cắt ba yếu tố đó là ba thế lực, đó là phái hữu, phái tả và phái trung lập. Năm 1954 Lào được độc lập, nhưng chính trị và quân sự chia cắt làm ba thế lực, phái hữu, phái tả và phái trung lập. Năm 1961 Hiến pháp Lào ban hành. Quý vị có biết viết tắt không? À, tập viết tắt ha. Vì Phật giáo thì chữ B thôi. Chẳng hạn Hiến pháp thì có thể viết chữ H với chữ Pháp thôi. Với tập viết vậy nó mới nhanh. Năm 1961 Hiến pháp Lào ban hành, đó là điều 7 là Phật giáo là quốc giáo. Năm 1961 Hiến pháp Lào ban hành điều 7 Phật giáo là quốc giáo. Quốc vương là người bảo hộ tối cao. Điều 8 Hiến pháp ghi rằng chữ hiến pháp chúng ta ghi tắt được. Quốc vương chúng ta cũng có thể ghi tắt. Quốc vương là người là phải là tín đồ Phật giáo nhiệt thành. Quốc vương phải là tín đồ Phật giáo nhiệt thành. Bộ tôn giáo trực thuộc Quốc vụ viện cũng phải là Phật tử thuần thành. Quốc vương phải là tín đồ Phật giáo nhiệt thành. Bộ tôn giáo trực thuộc quốc viện cũng là Phật tử Phật thuần thành. Đó là nội dung thứ ba. Còn nội dung thứ tư đó nói về giữa thế kỷ 19. Đến giữa thế kỷ 19 Lào đứng trước nguy cơ suy thoái trầm trọng. Giữa thế kỷ 19
Lào đứng trước nguy cơ suy thoái trầm trọng. Chữ Thái Lan là chúng ta ghi T, T ăn là T Lan được ha. Do giữa thế kỷ 19, Lào đứng trước nguy cơ suy thoái trầm trọng do Thái Lan, Pháp xâm lăng khống chế. Giữa thế kỷ 19, Lào đã đứng trước nguy cơ suy thoái trầm trọng do Thái Lan, Pháp khống chế, xâm chiếm. Quý vị ghi kịp không ạ? Xong hết rồi ha. Trong thời gian Pháp đô hộ, dân chúng Lào và tín đồ Phật giáo đấu tranh giành độc lập. Trong thời gian Pháp đô hộ, dân chúng Lào và tín đồ Phật giáo đấu tranh giành độc lập. Trong ấy có vị cao tăng A Tra Hãn Cư bị Pháp đầy ải. A Tra Hãn Cư, quý vị thấy ha, A Tra Hãn Cư đã bị Pháp, cái đó là đặc biệt. Cuộc xâm lăng Pháp kéo dài từ năm 1884 đến năm 1940 thì bị Nhật lật đổ. Hết giờ ha. Cái chúng ta ghi một cái đoạn cuối nữa, đó là nói về cái Phật giáo trong thời kỳ cận đại. Cuối cùng là chúng ta ghi Phật giáo Lào trong thời kỳ cận đại chịu ảnh hưởng của nền cai trị Pháp. Phật giáo trong thời kỳ cận đại chịu ảnh hưởng của nền cai trị Pháp không được coi trọng. Tuy nhiên, Phật giáo trong thời kỳ cận đại ảnh hưởng nền cai trị của Pháp cho nên không được coi trọng. Tuy nhiên, văn hóa Phật giáo và văn hóa truyền thống của dân tộc Lào được ăn sâu vào quần chúng. Tuy nhiên, văn hóa Phật giáo và văn hóa truyền thống của dân tộc Lào đã được ăn sâu vào quần chúng cho nên vẫn được truyền bá cả nước.
được truyền bá cả nước chế độ giáo dục. Lào, chế độ giáo dục Lào quy định trường học hướng dẫn cho sư, do sư sãi đóng vai trò chỉ đạo trong giáo dục. Truyền bá cả nước chế độ giáo dục Lào, trường học là do sư sãi nhà sư đóng vai trò chỉ đạo giáo dục. Cho đến ngày nay thì cũng vẫn còn nhiều trường học, chùa chiền và đảm trách hướng dẫn. Thì đại khái và chúng ta tới đây đi, chúng ta cũng nắm được cái ý của nội dung của mỗi đoạn ha. Thì chúng ta học tới đây, thì có gì từ sau chúng ta học tiếp. Chúng ta ghi tới đây cũng đã đủ rồi. Cái phần kế tiếp thì xây dựng, nói về cái các cái công trình nghiên cứu. Cảm ơn quý vị trên online, quý học viên trên online cũng như trong lớp hiện tại đây đã theo dõi. Nam mô A Di Đà Phật.